because of you, my heart has found a home, a refuge for my soul. Because of you, sins are washed away. Because of you, heaven knows my name. Because of you, I can live again. You broke every chain. Chúa toàn năng, người yêu được trở nên mạnh. Nhờ Chúa toàn năng, người vỡ tan bất tin khác. Nhờ Chúa yêu thương, không có chi sợ lo. Chúa khiến lòng này
Mỗi người nấu một món, Ron nấu là cơm với đồ xào, tàu. Cái này chắc là Diễm làm quá. Muốn có mở ra không cô? Cho thấy đẹp. Mở ra. Đó. Cô review luôn. Vietnamese food have served different kind of sauce for every different. Đây là bánh bèo. Bánh bèo này là gỏi tôm. Bánh hỏi. Cái này là chạo tôm, vịt quay, ăn với bánh mì, rau, hai món chè luôn, chè đậu với lại chè sữa nước, nước dừa, rồi bánh da lợn nữa. Dạ. Chú Diệu làm hết trơn luôn hả? Ba món luôn. À, chú Diệu giỏi quá. Ô, còn đằng kia nữa. Đằng kia là súp, súp gì đây? Ồ, cái này là súp ồ, súp, súp gì mà nhìn ngon quá vậy nè. Hình như có có seaweed, có trong biển nữa, nhìn ngon quá. Hồi đi em nè, em nhìn thằng mày nè. Wow, chị Tuyết nấu nè, cái mùi nó thơm, quá thơm luôn, nghe mùi lá, thơm lắm. Thưa đi em, nine pounds. Hạnh Ron, anh gì ở? Trong miệng là nói chuyện. Nào em nghe, em nghe. Với chú. Nga, người xinh đẹp. Mình băng khi là mình cầu nguyện làm nói chuyện cũng giống như là xưa mình chưa tin Chúa đó, mình cúng nào cô chú Hòa thì mình khấn mà thì... Mục sư đây, dạ. Mục sư bản nhiệm của Hội Thánh Vinh Nho, dạ, đẹp trai là dạ, cảm ơn cô Mai, dạ. Chúc cô Mai sống lâu, dạ, dạy nhạc rất là hay, dạ. Hát cũng hay luôn, dạ, cảm ơn cô Mai. Đây là tị... dạ, cô Mai. Hôm nay thiếu phu nhân này, dạ. Mà trước hai em San Jose Căn Chu Hội Thánh Vườn Nho hát rất hay. Chào mục sư hội. Dạ, dạ, dạ. Vâng, mục sư. Con cái chú đã để thời gian sau thường chúng ta đến đây để chúng ta dùng là hộp kinh ăn này. Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng hiệp ý với lại chấp sự Kiên Ngân nha, mời Kiên Ngân cầu nguyện nha cho thức ăn. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Amen. Amen. Xin mọi người hiệp ý. Cảm ơn Cha, Ngài đã ban cho chúng con thức ăn ngày, xin Ngài thánh hóa thức ăn qua các cuộc diện chúng con. Chúc Chúa cho sự thông công gắn bó chúng con lại là một gia đình với nhau. Cảm ơn Chúa vì chúng con, biết ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài làm trong đời sống chúng con, đã cứu giải phóng chúng con, chữa lành chúng con và tất cả những phước hạnh khác trong đời sống chúng con và sự bình an mà Ngài ban chúng con không phải thế gian này ban, thế gian ban cho Chúa ơi, còn chúng con sẽ không bối rối, không sợ hãi, bởi vì Chúa luôn ở cùng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thức ăn và chúng con cầu nguyện cho Chúa Giêsu Christ. Amen. Nhưng mà bây giờ là tỉnh cùng quê luôn.
tỉnh A tỉnh B, hai bên đều bình tĩnh hết á. Tại vì sinh ra ở Đà Nẵng, tôi biết khách Đà Nẵng là chỉ là chỉ có thanh tịnh thôi, thanh tịnh rất là kiên đạo đó, một câu.